Dạ đây là hai bộ dạ hội của em. Thì hiện tại thì em cũng chưa có biết quyết định là bộ nào sẽ cho bán kết, bộ nào cho chung kết. Thì mấy chị nghĩ như thế nào? Theo như chị nghĩ á, nhiều lúc mình không có ok cái xác suất của chị đi, tại vì chị không có vào được chung kết hay là chị không có thể được thể hiện cái bộ đẹp nhất cho đêm chung kết, nên là phải mang cái bộ đẹp nhất cho bán kết. Vậy thì chọn cái bộ quan trọng nhất cho cái bán kết để em có thể lọt vào nhớ và hình ảnh các em đẹp nhất. Không sao. Rồi, ok tới Vân nhờ. Vân rút đi. Từ nha, rớt con cá uống rượu. Ôi, uống rượu là ai mà làm rớt. Đó, rồi tới chị My. Thôi tờ này bỏ lên nè, chị đó có không? Đối với lại các chị em của nhà hàng Vũ á, thì cái dịp mà hội ngộ chị em như vậy á, có lẽ như là một năm có một lần khi mà có một thí sinh chuẩn bị đi thi nước ngoài. Cũng rất là vui khi mà gặp lại chị em, và đặc biệt là sau một cơn đại dịch rất là dài mọi người không có gặp nhau. Cho nên là mình rất là vui khi mà thấy các em của mình phong độ vẫn vững vàng. Đi thi chưa đủ căng thẳng chứ sao bày ra mấy cái trò mệt thiệt luôn. Bạn nào có đi thôi à? Không có luôn. Mình có chữ trình gì đây. Từ từ nè. Nó cứng không? Nó cứng không? Tiếng. Có gì không? Nguy hiểm quá. Thức ăn. Trời ơi, bóc chúng quá. Chúng cái chủ đề yêu thích của Duyên. Chủ đề luôn làm Duyên quan tâm hả? Em nghĩ là nếu như mà thức ăn á, thì một cái món đầu tiên không thể thiếu đó chính là mì gói Vi Phong. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà em đi thi á, là lúc đó là em đem theo mì rất là nhiều. Và hầu như các bạn thí sinh xin mì rất là nhiều. Các bạn thí sinh châu Á, đặc biệt là châu Á rất là thích ăn mì. Và nhiều khi đến đêm gõ cửa hỏi Miss Việt Nam có mì không, cho mì, xong rồi ngồi ăn trong phòng rất là dễ thương. Là em sẽ đem theo phở Vi Phong nè, mì Vi Phong nè, với cả bánh tét lá cẩm. Trời ơi, đem được bánh tét luôn hả? Em hỏi chị My rồi, chị My bảo là đem được. Tại vì em nghĩ là mấy bạn rất là thích, tại vì nó cũng rất là dễ ăn. Giữ được luôn chị. Dạ, nó đóng gói thì giữ được rất là lâu. Nhưng mà vui một cái là tại vì khi mà mình nói ra cái thương hiệu mì của Việt Nam mình là mì Vi Phong đi, thì các bạn hoa hậu kia nó khác biết. Các bạn nói là mình có ăn mì này nè, mình có mua mì này, mình có ăn mì này nè. Thì các bạn có nói vậy thì lúc đó sẽ rất là vui. Rồi bắt đầu tiếp câu chuyện ăn uống. Nước bạn có món gì, rồi nước tôi có món gì, bạn qua nước mình đi. Mình sẽ coi là sẽ tiếp tục những cái câu chuyện về thức ăn. Nhưng mà quay lại là đừng là quan trọng nhất là em dễ ăn không. Có chị nghĩ là câu hỏi cái này á. Ừ, nãy giờ lo cho người khác. Đúng rồi. Em dễ ăn lắm. Em dễ ăn không? Em đang lo là em sẽ bị tăng cân. Nhưng mà ở Israel thì không, chị My sẽ rất là nhiều kinh nghiệm ăn uống. Ừ, ở Israel á, có người nếu mà thích đồ ăn sẽ rất thích, nhưng mà có người không thích thì sẽ rất không thích, không ăn được cái gì hết, bởi vì mọi thứ của nó sẽ hơi lạc lạc, tại vì đồ ăn của Địa Trung Hải mà nó sẽ rất là healthy, đúng không? Cho nên là nó sẽ nó ít gia vị nè, mọi thứ nó đều khá là, ví dụ như em ăn ô liu thì nó sẽ ăn ô liu với dầu chẳng hạn. Đó, nó hơi lạc lạc. Đa số là dựa trên cái đậu, hoặc là salad, hoặc là họ ăn rất là nhiều về thực vật. Nhưng mà trái cây rồi bên Israel rất là ngon. Nhớ. Chị không tin là em vẫn đang tăng cân. Chị nghĩ là đến ngày cuối cùng thì nhiều khi là Duyên sẽ bị tụt ký rất là nhiều. Đa phần là như vậy, tại vì cái lịch trình dày quá. Đợt em tụt 7-8 ký. Nhưng mà có một điều là chắc là phải đem theo những cái đồ ăn mà mình thích ăn đó. Để mà rồi kẹo, sô-cô-la, những cái mà để sợ bị tụt đường. Rồi những cái bánh protein nếu cần. Nói chung kẹo sô-cô-la, protein gì thì ở bên đó đều có bán hết. Đi ra ngoài được. Nhưng mà mẹ em không có được đi ra ngoài. Chuẩn bị từ giờ luôn. Chỉ duy nhất một mình em trên hành trình đó. Tới lúc đó là em cố gắng em tranh thủ thời gian. Và đừng nên ngủ nướng, đừng bao giờ. Có một cái suy nghĩ là ngủ nướng nửa tiếng hay 15 phút đi luôn á sẽ là bị chậm giờ. Chậm luôn á. Nhưng mà thực ra chị lo cái vụ giấc ngủ hơn. Chị thấy các bạn thí sinh đi thi rồi. Là chị thiếu ngủ khủng khiếp. Năm nào em đi thi hả? Lo ngủ thì là mừng rồi á. Dạ, ngủ được 4 tiếng là nhiều. Nhưng mà em yên tâm, bây giờ chưa thiếu ăn thiếu ngủ. Nhưng mà cái lúc mà em bắt đầu em make up xong rồi, em mang trang phục thật là đẹp lộng lẫy rồi, em bước ra cái là em quên hết những cái gì hết, thiếu ăn thiếu ngủ, quên là chân đau, quên hết. Không thể nói trước là em không bị mất ngủ, cho nên em phải tập điều tiết giấc ngủ từ bây giờ bằng cách là thiền. Nó có trên YouTube, nó có là 30 phút thiền buông thư trước khi ngủ á, thì chị hy vọng là qua đó là mệt bỏ. Dạ đúng rồi chị, ngủ. Nằm xuống cái là em mất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa, tại vì rất mệt.
cái lúc mà về á, nếu mà để chân được lên tường á, 15 phút hay 10 phút thì càng tốt, nó đỡ bị rút chân á. Ba tuần mà mang giày cao gót mà em đi liên tục vậy là đau lưng nè, mà tối ngủ em còn có còn một cái cơn là cơn bị rút á. Bởi vậy phải dành thời gian, cái lúc đắp mặt nạ là dành thời gian đưa chân lên là hẹn giờ 10 phút. Chị đó là lúc mà chị đi thi là chị hay ngâm chân bằng nước nóng. Nói chung là có nhiều cách. Muối hộp đúng không chị? Đúng rồi, muối hộp đó là nó sẽ phục hồi được cái chân của em, tỉnh không có mỏi. Rủ bạn cùng phòng ngâm chung cho vui. Để gửi mặt nạ gọi là gì đó, cái gì mặt nạ ngủ á. Cái mặt nạ ngủ á. À, để chị gửi cho em. Đó, chị Diễm tài trợ. Hay quá. Okay, mấy cái đó chị mấy cái đó. Giúp nè. Cái gì Trình nè. Ai rút vậy? Rồi. Chị rút, chị Diễm rút luôn đi chị Diễm. Dạ. Nhưng mà chị đụng tay vô tay rồi. Là phải rút hả? Dạ đúng. Rút xong là ngã rồi mình nói về cái vấn đề này xong rồi. Em hay quá, là từ chưa ngã. Ngã. Ôi tao ai cho đấy. Ai cho rồi thấy ngã rồi. Chị chơi này. Chơi giải của em đầy. Từ từ nè. Hay nha, rút rồi hay. Rút ra được là chị. Mình đi uống hả? Hay là tất cả vậy? Thôi chị lấy cái thanh đó ra luôn đi cho nó rớt luôn. Từ từ em, mình phải tự tiếp chứ. Ơi, nó xoay luôn mọi người. Chết rồi, trời ơi, không rớt là hay lắm nha. Không rớt là hay nha. Nghiêng qua đây cưng. Tập chương trình. Đi cho các em nó đây, em mời chị ăn sáng nè. Cái này là gì vậy chị? Mình chia ra. Không chia đâu. Thôi chia. Vậy là đây có 5 ly. Thôi, đúng rồi, đừng có chia. Hãy lấy chung ly. Lấy em. Yeah. Đúng rồi. Cái này là ly chúc mừng cho Kim Duyên nè. Bây giờ cùng ly cho chị Diễm lấy khí thế. Lấy khí thế với nè. Kinh khủng thiệt luôn á, cái muối. Chanh muối hả? Tập chương trình thì có rất là nhiều đúng không chị? Đúng rồi. Và thường là biên đạo sẽ rất là nhanh. Lần đầu tiên sẽ là kiểu gì xong một lần. Xong lần thứ hai bắt đầu rap, lần thứ ba là vô diễn luôn. Cứ liên tục như vậy. Mà cái này là một cái điểm rất là quan trọng nè. Em phải nhớ em đứng với ai nha. Tại vì mỗi cái bài là em đứng với rất là nhiều người khác nhau. Không phải là đứng theo số thứ tự hay là không phải là đứng theo bạn cùng phòng đâu. Yeah. Em phải nhớ là phía trước của em thế nào, phía sau của em như thế nào. Rồi hai bên như thế nào, rồi nói chuyện với mấy bạn các bên nữa. Nhiều lúc mà mình quên đó, các bạn nhắc mình. Rồi phải tập trung. Trời ơi, chỉ lớn lục như cái cọp luôn. Thiệt đó. Tại vì cái tiếng đi nó quan trọng cực kỳ luôn. Em mà sai tiếng đi một cái đi ha, là em sai luôn nguyên một cái bài. Và lúc đó là em cũng bị điểm xấu với lại ban tổ chức. Với cái thời gian học tập và rèn luyện rất là gian nan, rất là áp lực, cho nên bây giờ thì cô gái của chúng ta đã ngày càng trưởng thành hơn rồi. Và ngày càng xinh đẹp hơn. Vì em nha, cái nào em thấy là em nên nhận được nhiều sự góp ý để cho em thay đổi nhất. Muốn nói về hô tên. Em đang ấy là không biết là năm nay có được hô tên giống như năm của chị Hen hay chị Thùy không, mà sẽ là giống như năm của chị Khánh Vân. Năm của em á là Thu Voi, xong rồi em cũng sẽ dùng Nguyễn Trần Khánh Vân Việt Nam. No. Dạ, nói chung sao? Là mình chỉ đọc nhẹ nhàng Nguyễn Trần Khánh Vân Việt Nam. Mình phải suy nghĩ là mình đọc là Việt Nam hay là Việt Nam. Tại vì thường á người nước ngoài họ sẽ Việt Nam, họ sẽ hiểu là Việt Nam nhiều hơn là Việt Nam. Tại vì nếu như mà Thu Voice thì em nghĩ là chắc là phải nói bình thường. Còn nếu như em mà được đứng trên sân khấu mà hô tên thì mình cứ hô theo kiểu mình thích thôi. Em nghĩ vậy. Tại vì Thu Voice mà to quá là nó bị chuẩn bị cả hai option. Ủa chị, nếu như mà được đứng trên sân khấu để hô tên thì các chị nghĩ là em nên hô to là Việt Nam hay là Việt Nam? Nếu như mà em hô to thì em vẫn hô là Việt Nam. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam, nó kỳ lắm rồi. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam, nó khác. Em chỉ cần đọc tông vừa thôi và to là em, được. Em thử. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam. Nỗ lực quá nè, em nghe em còn nổi da gà nè. Mình cảm thấy rất là phấn khích cho Duyên. Mình thấy được những cái sự tiến bộ của cô bé và cảm thấy rất là hãnh diện về cô bé đứa em của mình. Dạ đây là hai bộ dạ hội của em. Thì hiện tại thì em cũng chưa có biết quyết định là bộ nào sẽ cho bán kết, bộ nào cho chung kết. Thì mấy chị nghĩ như thế nào? Theo như chị nghĩ á, nhiều lúc mình không có ok cái xác suất của chị đi, tại vì chị không có vào được chung kết hay là chị không có thể được thể hiện cái bộ đẹp nhất cho đêm chung kết, nên là phải mang cái bộ đẹp nhất cho bán kết. Vậy thì chọn cái bộ quan trọng nhất cho cái bán kết để em có thể lọt vào nhất và hình ảnh các em đẹp nhất. Và em nghĩ là cái quần áo quan trọng nhất là khi mà mình mặc vào mình cảm thấy thoải mái thì chứ không phải là vì là mọi người góp ý mình như thế nào đâu, mà là mình mặc mình tự tin, mình thoải mái, mình có thể trình diễn được. Và đó mới quan trọng. Mà em còn đang có cảm giác là em có thể chọn bộ vàng đó cho cả bán kết. Em đang thiên về cảm giác đó đúng không? Em đang thiên về cảm giác đó đúng không? Tại vì em rất là thích bộ vàng. Thật sự rất rất là thích bộ vàng. Em vừa thích mà vừa thoải mái nên em lấy nó đi. Em lấy đi.
Vậy thì còn chân chơi gì nữa? Em có hỏi, em có hỏi góc nhìn nhà thiết kế không? Có nghĩa là anh cảm thấy bộ nào là của em nhất không? Anh Hòa thì rất là thích bộ vàng. Đó, anh Hòa bảo là chung ý tưởng luôn. Bộ vàng là giống như kiểu là vừa làm ra xong phát là thích vào người em. Ok thôi bây giờ quyết định như vậy nè, cho nên hai bộ. Chị mặc bộ bạc, em mặc bộ vàng. Chị mặc bộ bạc coi lên chung kết của em. Ừ, em mặc bộ vàng, em gì chung kết cho chị coi. Ok lá. Ngày hôm nay thì thật sự là em rất là cảm ơn các chị đã có những cái chia sẻ đến với em. Ít ngày nữa thôi thì em mới lên đường rồi. Mà em thật sự rất là hy vọng là các chị sẽ đồng hành cùng em. Chị My chắc chắn đi rồi. Chị đi qua đó chị chơi mà. Là toàn gì nữa. Thôi nói chung là chúc em lên đường may mắn thôi. Phải giữ tâm thế rất là thoải mái để nghỉ ngơi một chút chứ được để dưỡng lại da nè, rồi tinh thần nè, giấc ngủ nè, giờ sức khỏe không hứa trước nhưng mà sẽ cố gắng hết sức thôi chị để chị qua ủng hộ em. Nói chung là nếu như mà các chị ở nhà Hoàng Vũ không thế nào bay qua đó cùng với em thì chắc chắn là trái tim luôn hướng về em, và không chỉ riêng các chị mà chị nghĩ là cả Việt Nam sẽ hướng về em. Cố lên. Nói nổi da gà này. Bắn nói gì nổi da gà này chứ mà. Nói chung là cố gắng nha. Thôi chị mình tâm lý rất là sẵn sàng. Tại vì đây là cái chuyến thanh xuân của mình nên là tận hưởng. Sống một đời thôi em. Dạ.